Ít ai biết rằng trong căn hộ của nhà thiết kế Subra Gupta ở khu đông Harlem lại có một căn phòng chứa muôn sắc hoa như thế này. Chỉ nhìn thôi nhiều người cứ ngỡ đây là những bông hoa tươi ngoài vườn, thế nhưng thực tế đây chỉ là những bông hoa giấy. Từ nhỏ vốn sinh ra và lớn lên trong một ngôi trường thiếu thốn đã dạy cho anh không được sống lãng phí. Vì vậy anh Gupta đã tự tạo ra vườn hoa của riêng mình, từ loại hoa bao tay trồn, lan hải tiên cho đến hoa cúc. Ở Jammu và Kashmir, nơi tôi sinh sống, chỉ có 3 cửa hàng, trong đó có 2 cửa hàng tạp hóa và 1 cửa hàng bán máy móc. Vì vậy, để làm được cái gì đó, bạn phải học cách sáng tạo ra nó từ những thứ có sẵn. Anh Gupta từng là sinh viên kiến trúc ở Ấn Độ trước khi theo học trường thiết kế Parsons ở New York. Tuy nhiên, anh đã bỏ học sau một năm. Năm 2017, một nhà tư vấn đã đưa anh đến buổi trình diễn thời trang của nhà thiết kế Nhật Bản Rei Kawakubo ở Viện Trang phục tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan, và chính buổi diễn đã khơi nguồn cảm hứng cho anh Gupta nhờ những bộ cánh tuyệt đẹp. New York thực sự là địa điểm tốt nhất để tôi thực hiện điều này. Bạn biết đấy, nơi tôi ở thì toàn đồi núi, vì vậy thật tuyệt khi tôi có thể tạo ra một vườn hoa của riêng mình ngay trong căn hộ. Anh đăng tải những mẫu thiết kế hoa của mình lên Instagram và thu hút được sự chú ý của nhiều nhà thiết kế, trong đó có nhà thiết kế nổi tiếng Tory Burch. Nhờ vậy mà anh đã nhận được đơn hàng thiết kế 300 bông hoa giấy để đính lên áo choàng của nhà thiết kế này trong dạ tiệc Met Gala vào tháng 5 vừa qua. Anh thường dùng màu nước và màu thực phẩm để tô điểm thêm màu sắc cho những bông hoa. Tôi nghĩ rằng điều gì đó đã thôi thúc tôi tạo ra những bông hoa này. Chỉ cần một chiếc kéo và giấy là tôi có thể tạo ra những bông hoa đẹp. Có lẽ tài năng này đã ở trong tôi nhưng nó chưa thực sự được quan tâm. Nhà thiết kế Subra Gupta chỉ mới thực sự tập trung vào việc thiết kế hoa giấy cách đây 8 tháng và chuyển đến căn hộ này từ 5 tháng trước. Những bông hoa đầy sắc màu trong căn hộ của anh chỉ mới được tạo ra cách đây 1 tháng. Các tác phẩm này đều được giới thiệu tại triển lãm ở Bảo tàng Lịch sử Bolton.